Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ bạn có từ hoa cam. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng cây cam. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng quả cam. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên là màu hồng nha mọi người màu hồng nha. Bây giờ mình xỏ màu hồng nha. Sau đó là mình sẽ xỏ màu cam. Bây giờ mình xỏ màu cam nha mọi người mình xỏ màu cam nha. Tiếp tục mình xỏ màu đỏ nha mọi người mình xỏ màu đỏ này. Giờ mình xỏ màu đỏ nha mọi người. Ba màu của mình đây nha. Ba màu của mình nha mọi người đến ba màu của mình. Giờ mình sẽ tiếp tục với màu vàng. Mình tiếp tục với màu vàng nha mọi người. Màu vàng sẽ là màu tiếp theo của mình nha. Mình đang xỏ màu xanh nha mọi người mình xỏ màu xanh này. Giờ mình xỏ màu xanh nha mọi người. Năm màu nha mọi người năm màu này mọi người. Tiếp tục là mình sẽ xỏ màu tím. Bây giờ mình sẽ xỏ màu tím nhá. Mình xỏ màu tím nhá mọi người. Hãy
Mọi người ơi, mình trang trí vòng nha. Bây giờ mình trang trí vòng nha mọi người. Mọi người mình trang trí vòng nha. Vòng của mình sắp hoàn thành nha mọi người. Mọi người ơi, vòng của mình sắp hoàn thành nha. Vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha. Các bạn ơi, đây là vòng của mình, vòng của mình đã hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn, đây là vòng của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc nha.